Xin chào anh chị nhà đầu tư. Ngân hàng là một ngành chiếm khoảng độ 25-30% vốn hóa toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam. Nó cũng là cái ngành chiếm tới 40-45% lợi nhuận toàn bộ trên thị trường chứng khoán. Và khi thị trường chứng khoán trở lại uptrend thì nó không thể thiếu được, đó là các cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt. Bởi vậy cho nên rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm những cái ngân hàng nào vừa tốt lại vừa định giá hấp dẫn nhất. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem ngân hàng nào đang định giá hấp dẫn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì số liệu chúng tôi lấy là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022. Thì nhìn vào đây có thể thấy rằng về định giá PB của ngành ngân hàng thì hiện nay trong 2, 4, 6, 8, 9 cái ngân hàng top đầu ở Việt Nam thì có duy nhất một ngân hàng, đó là TCB, có định giá PB dưới 1, tức là 0,92 lần. Và đây cũng là cái ngân hàng có định giá chỉ số P/E thấp nhất thị trường chứng khoán Việt Nam với 4,67 lần. Tiếp theo là cổ phiếu MBB với PB là 1,18 lần, thì nó tương tự như VPBank, nhưng mà MBB có PE thì lại thấp hơn, chỉ 4,85 lần, trong khi VPBank là 6,36 lần. Hai cái ngân hàng được định giá cao nhất hiện nay trên thị trường chứng khoán đó là Vietcombank và BIDV, với lần lượt PB của Vietcombank 3,28 lần, của BIDV là 2,16 lần, và PE của Vietcombank là 15,24 lần và PE của BIDV là 12,85 lần. Thì như vậy, nhìn vào cái bảng tổng sắp này, nếu mà chúng ta phân riêng ra ngân hàng nhà nước và ngân hàng tư nhân thì có thể thấy rằng về định giá hấp dẫn nhất thì là đang là Techcombank, tiếp đến là MBBank, sau đó là ACB, là VPBank, là VIB. Thì trên đây là những cái đánh giá của chúng tôi về những ngân hàng có định giá hấp dẫn nhất Việt Nam.